Em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Đây là dây chuyền sản xuất tôn xốp Vinamat, tôn xốp 3 lớp cách âm cách nhiệt của công ty cổ phần phát triển thép Vina. Dây chuyền bên em đang tiến hành hoạt động và sản xuất tôn xốp để cung cấp ra thị trường. Sản phẩm tôn xốp bên em là một cái sản phẩm có cấu tạo 3 lớp, bao gồm lớp tôn nạnh màu cán sóng ở trên cùng. Có thể là định dạng 6 sóng này, 11 sóng hoặc là sóng ngói ruby. Và tiếp theo là một cái lớp xốp hóa học PU. Rồi đến một cái lớp giấy bạc có hoa văn như ở trên hình, như trên video đây quý vị ạ. Đối với cái lớp xốp thì bên em sản xuất là xốp trung tính, không cứng mà cũng không mềm, với cái độ dày là ở điểm mỏng nhất là 1/6 và điểm dày nhất là 3/2. Tuy nhiên thì cái mật độ xốp nó rất là đều và cho cái mặt phẳng nó rất là phẳng này. Các cái đường bo của nó, đường bo, đường mép cũng rất là phẳng, khi nợp thì nó sẽ rất ăn khớp. Xốp có độ đàn hồi tốt và được liên kết chặt chẽ với lại cái lớp giấy bạc cũng như là lớp tôn. Trong cái quá trình sử dụng nó hạn chế bị việc bóc tách ra ngoài, nó dính rất là chặt. Bên em bảo hành cho cái phần bóc tách xốp cũng như là cái phần xốp này bị lỗi là trong vòng 1 năm này. Còn đối với cái dòng tôn này, bên em có chế độ bảo hành cho việc chống ăn mòn thủng cũng như là chống phai màu, thấp nhất là từ 5 năm trở lên, có thể 5 năm, 10 năm hoặc có thể 15 năm, tùy từng cái dòng tôn mà quý vị lựa chọn. Nó được cán ra từ một cái dây chuyền rất là dài đây. Đây là cái quá trình phản ứng để tạo ra xốp. Xốp này là cái dòng xốp hóa học được tạo ra từ phản ứng từ poly và iso. Là hai cái hóa chất mà chúng ta thường thấy trong công nghệ sản xuất đệm mút. Rất là an toàn với con người và thân thiện với môi trường. Rồi cái đầu ra của cái sản phẩm này thì có một cái dụng cụ để loại đi những cái bọt khí còn sót lại ở bên trong cái sản phẩm này. Nó sẽ giúp cho cái quá trình mà sau lâu ngày xốp sẽ không bị thở ra và không bị làm phùng cái lớp bạc ra. Đấy, nó sẽ chọc ra những cái lỗ nhỏ là những cái lớp bạc này. Lớp bạc này nó có một cái độ dai, rất là dai. Nếu mà không chọc ra như này lâu ngày thì nó sẽ bị cái xốp bên trong nó sẽ bị thở ra và làm phùng cái lớp bạc tách ra. Nhưng mà nhờ cái dụng cụ này thì đảm bảo là cái vấn đề đó sẽ không còn xảy ra nữa. Sản phẩm tôn xốp bên em rất là đa dạng về độ dày, về màu sắc cũng như là về giá thành. Về cái màu sắc thì bên em có màu đỏ đậm được màu xanh dương, xanh rêu, xanh ngọc, xám lông chuột, màu trắng sữa. Về độ dày bên em sản xuất các cái dòng tôn 0.35, 0.4, 0.45. Về thương hiệu bên em có thương hiệu Vina, Hoa Sen, Đại Thiên Lộc, Việt Pháp, SSC Việt Nhật, Sanco, vân vân. Rồi về giá thành thì cái dòng tôn xốp này bên em đang có giá từ 120.000 đến 200.000 đồng một mét, tùy theo cái nhu cầu của khách hàng và cái chế độ bảo hành của nhà máy đưa ra, của các cái hãng tôn, thương hiệu tôn đưa ra. Và bên em thì sau khi sản xuất sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà khách hàng, đến tận công trình. Độ dài sản xuất theo yêu cầu của rộng hữu dụng của tấm tôn này là 1 mét một tấm. Thuận tiện nhất và nhanh chóng nhất khi chúng ta tiến hành thi công lập mái. Mỗi một cái tấm này sẽ có độ dài từ đỉnh, từ nóc cho đến cuối mái. Đó là quý vị đặt hàng theo cái yêu cầu thì bên em sẽ sản xuất đúng như vậy. Thì chúng ta về cứ việc đưa lên mái là được. Và cứ được mỗi tấm thì sẽ được khổ rộng ví dụ 1 mét. Rất là dễ tính toán. Quý khách có nhu cầu sử dụng, quý khách có nhu cầu báo giá và tư vấn về các sản phẩm tôn xốp hoặc là tôn một lớp thì liên hệ với tôn Vina qua số hotline 0942791033. Hoặc là có các cái số điện thoại của bên em, các cái chi nhánh tại Hải Phòng và Hải Dương. Hiện tại thì tôn Vina đang có 8 chi nhánh tại Hải Phòng và Hải Dương. Quý vị có thể liên hệ với các số điện thoại của các chi nhánh em đã để trong cái phần chữ chạy cuối video. Thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cũng như là miễn phí vận chuyển cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôn Vina.